buổi tối thì trước đây là sáng ngày thì cảnh sát cơ động về nhiều, thì mới hỏi thông tin anh em đi chốt đây thì cũng đưa nước uống cho anh em đi chốt á. Anh em bảo là nhờ anh em cơ động nó đi bắt ở trong thôn 24 ấy. Thì mình thấy cũng trưa rồi, anh ở đấy thì anh em tài xế đông lắm, thì góp người mấy trăm đó rồi mua bánh mì nước ngọt rồi nói chung là những cái đồ ăn nhanh á để tiếp tế cho anh em cơ động trong á. Thì cả mấy anh em đi vào đông lắm, mấy anh em tài xế đi vào trong đó thì mới đưa thức ăn cho anh em cơ động xong xuôi, thì anh em cơ động là đi rượt mấy thằng ở dưới xây ấy. Thì một anh đang ngồi ở đó thì có cái anh Dương ở trong thôn á, mới thấy bảo là vừa thấy có ba thằng mà gần đây băng bên lô tiêu qua phía nghỉ địa. Thì mình hô bảo thôi anh em thì công an đấy thì chắc không thuộc địa bàn nhân bản địa, thôi cứ chạy xuống đấy, chạy dọc đường rồi chia ra ba ngõ đó bọc xuống thì nó sẽ xuất sinh thôi. Thì cả dân ở đông lắm, người ta chia mỗi nhóm mỗi người, cả công an cả cơ động, người ta dồn đuổi chạy xuống dưới cái sinh bên đồi Độc Lập. Thì nó đứng dưới ruộng thì có một đồng chí công an lội xuống đấy, cả chú là lội xuống cây nhánh hoa nữa, ba bốn anh em lội băng ruộng rượt, còn hô bà con là bao vây ở trên bờ. Thì số nó là ba thằng, thì nó chạy băng thì bảo nó bỏ đồ dao, nó cầm dao cầm rửa đó, nó bảo tôi bỏ dao đồ hàng đi, chứ dân người ta vây hết không chạy đâu. Thì nó không nói gì, nói tiếng tộc xì lào nữa, rồi nó bảo cho nó chạy lên bờ thì mình hô hoán anh em là bọc cái đường trên, rồi dân làng người ta bu lại thì rượt lên đến bờ thì bắt được một thằng ngay tại chỗ, còn một thằng nó chạy dưới này thì đến khi anh em bao vây quá thì nó bảo là nó xin đầu hàng. Còn một thằng nhỏ trẻ thì nó lại băng cắt lên cái hướng đi vào trong đồi 40 đồi 40 á, thì là có một số dân thôn bên đó người ta theo. Thì nghe bảo là chiều tối thì người ta cũng bắt được, còn ở bên này thì chỉ bắt được hai thằng thôi. Thì xong nó giao cho anh em bên cơ quan chính quyền, người ta áp giải về dưới huyện ấy. Ý là khi mình tham gia thì mình không có, mình là đàn bà phụ nữ thì mình không có thể trấn áp được tội phạm, nhưng mà mình sẽ thông tin cái truyền tin lại cho các lực lượng và các thanh niên cũng như là thanh niên để áp sát lá cà để bắt cái tội phạm đó. Vì cô nghe thì cô chỉ báo cho dân thôi, lúc 2 giờ sáng là cô nhận điện thoại được công an viên báo cho cô, thì cô chỉ báo cho dân là sáng đó là không được ra. Xong đến chừng tầm cỡ 7-8 giờ thì dân báo cho cô, thì cô báo cho lực lượng. Rồi xong đến tầm cỡ 9 giờ kém là cái bọn đó nó quay lại nơi chỗ cái vùng của thôn cô đây, thì dân báo, dân đang còn đi làm rẫy lúc đó chưa biết á, thì có nghĩa là sợ nó vào, thì đến khi vào thì bắt được ngay chỗ gần nhóm anh cô đây, là ngay chỗ thôn 24 đấy, là bắt được ba thằng. Rồi bắt đầu xong nó quẩn đó phải cỡ hơn mười mấy thằng, là cứ quần là tới chiều rồi. Cô mới điển cho dân ra là lớn với trẻ con thì ở trong nhà, còn thanh niên là ra, thì mới bắt được tổng cộng là 4 người với thêm 4 thằng với thêm qua bên thôn 6 kia, một người là bên thôn 6 của Ê Phóc, một người nữa là thành 5. Và với buổi sáng là thành công an bắt nữa là thành 8 người, còn vô kia là của thôn 23. Chúng tôi lập ra 2 chốt, thì chốt tối là về tại địa bàn đó là địa bàn của tôi phụ trách. Thôn 3, thôn 9 giáp với ranh giới xã Ea Cà Tua. Thì về trong cả một buổi sáng về đó rồi mấy anh em là cùng nắm tình hình qua thông tin của bà con nhân dân, mà quan sát luôn lúc là chúng tôi là luôn quan sát qua cả cái cánh đồng thì thấy những cái hành quân đường đi của tụi đó. Thì anh em là kịp thời là báo cáo với bên về xã báo cáo với các anh em lực lượng công an huyện. Thì buổi trưa hôm đó có cả lực lượng cơ động ập vào nữa. Thì tôi là người là đứng ra tôi dẫn đường, thì là quen đường đi lối lại hơn xíu. Thì tôi phụ trách đi dẫn một tổ quân gọi là của anh em mình á. Thì súng là xâm nhập đúng ổ, nổ súng đấu súng với nhau nên bắt được 4 tên. Thì sau khi nổ súng thì một lúc một chiếc nữa cũng bị chúng đạn. Là chúng đạn đấy, cũng nhánh là cũng có lồn nhau được, thì tôi cũng trải qua bộ đội đây tham gia công tác với bên lực lượng công an xã được 20 năm. Là con người của chúng ta là người Việt Nam yêu tổ quốc, yêu đồng bào, mà khi anh em chúng ta là gục xuống hy sinh như thế với cái tay của tụi phản động đó, thì nói chung máu với cả anh em thì máu đỏ của chúng ta cuồn dâng lên, thì mình khỏi khi đó chết, tôi nghĩ không, tôi cũng nghĩ chết đâu, chết tôi cũng đi
Thì để gọi là truy bắt hết các cái tội ác đó bằng được.